Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, hiện đã chính thức bước vào mùa mưa. Dự báo mùa mưa năm nay kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra ít hơn. Tuy nhiên, các cơn bão thường có hướng đi dị thường, cần đề phòng ảnh hưởng xấu. Đáng chú ý, những năm gần đây tại Đồng Nai thường xuất hiện những cơn mưa đặc biệt lớn. Mưa có cường độ lớn rất dễ sinh ra ngập lụt ở các khu đô thị và vùng thấp trũng do lượng nước đổ xuống dồn dập trong một thời gian ngắn dẫn đến ngập. Người dân cần lưu ý đề phòng nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, dông sét, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa và đầu mùa mưa. Đề phòng ngập lụt tại các đô thị, lũ quét, sạt lở đất và lưu vực các sông suối nhỏ, các nơi có sườn dốc lớn trong thời gian có mưa lớn và ảnh hưởng do bão áp thấp nhiệt đới.